Xin chào mọi người và đặc biệt là các em trai tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Quý các anh, cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm này. Một cái năm mà theo địa chi là Tý Mùi là nhị hại. Tuy nhiên là đối với các anh ở trong cái năm Canh Tý 2020 là một năm tương đối là suôn sẻ, tốt đẹp, xét ở nhiều khía cạnh, chứ không phải là một năm thất bại. Tuy là hạ cái tuổi cùng là thiên hà thủy, nhưng mà người Bính Ngọ sinh năm 1966 cũng như là người Đinh Mùi sinh năm 1967 thì lại có hai cái mệnh số, hai cái vận hạn ở trong năm hoàn toàn trái ngược nhau. Một người á thì có cái sao La Hầu, một trong những cái ngôi sao mà xấu nhất của Nam Mạng, đó là các anh Bính Ngọ. Một người thì có sao Mộc Đức, một cái sao mà có thể là phúc tinh, đem đến nhiều may mắn phúc lộc ở trong cái năm này, dù là hai cái người là cùng mệnh thiên hà thủy. Và nói thật sự mà nói là đó là cái tín hiệu rất là tích cực đối với các anh trai tuổi Đinh Mùi. Một trong những cái người với cái mạng thủy, can thì là chữ đinh, cái chi là mùi, can đinh thuộc hỏa, chi mùi thuộc thổ, cho nên là có thể nói là can sinh ra chi, vốn dĩ là thiên can sinh chi, thuộc cái lứa tuổi mà có căn bản thường là có rất là có nhiều cái thực lực hơn người, gặp nhiều may mắn, ít gặp cái trở ngại lớn trong cái cuộc sống đường đời tới cái sự nghiệp bây giờ. Người Đinh Mùi có gặp trở ngại chứ không phải là không gặp. Ngược lại giữa Đinh Mùi và người Bính Ngọ thì người Bính Ngọ thôi rồi gặp những cái trở ngại rất là to lớn, nhưng mà người Đinh Mùi lại đỡ đần hơn. Nếu có ngày sinh á, nếu mà các anh mà có ngày sinh mà mang cái chữ can hàng mậu hoặc kỷ á, thì đa phần là rất là tốt đẹp. Đặc biệt là những người sinh giờ Hợi, giờ Mão, giờ Ngọ là còn được hưởng nhiều cái phúc lộc lớn của cha mẹ. Thậm chí là cái người này hay có cái may mắn nhận cái lộc bất ngờ, trúng số mà trúng nhỏ nhỏ thì không có trúng lớn. Còn cái người nào phúc lớn mới trúng lớn ha. Nhưng mà cái người này vốn dĩ là một cái trong những người có cái sự may mắn hơn nhiều so với cái người cùng bà thủy với mình, đó là cái anh Bính Ngọ. Đinh Mùi thì thuộc một cái mẫu người điềm đạm hơn nhiều so với cái người Bính Ngọ. Từ Bính Ngọ là vốn dĩ là thủy, là hỏa không ở trong người, cho nên là ít có sự điềm đạm. Thường người này nhân hậu, tiếng nói thì thanh nhã, nho nhã, rất là mẫn cảm, dễ thông cảm với cái người khác, đa phần là những người hiền lành, thích an phận thủ thường, không mong muốn đảm trách cái đại sự gì hết. Cái an phận thủ thường việc mình hết, tới ở cơ quan cũng không muốn lên làm sếp gì vậy, cứ tà tà. Nhưng mà vốn dĩ của mình người là may mắn, chứ không phải là người như người Bính Ngọ là luôn luôn phát huy làm mà mong nản. Còn người này thì ngược lại, an phận thủ thường nhưng là rất kiên trì, cho nên là có một cái chí gì đó may mắn hơn ở trong danh lộc. Tuy nhiên đôi khi là cái do cái bản tính của cái người tuổi Mùi thích đi bước nào chắc bước đó, chứ không phải như người tuổi Ngọ mà phi nước đại ha. Cho nên là do dự cẩn thận quá rồi do dự nên cũng đã bỏ lỡ nhiều cái cơ hội mà tốt trong tầm tay mà để có phát huy hết cái khả năng, phát huy mình lên cao hơn nữa. Tính tình thì lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục, nên cái người Đinh Mùi thì không có mạnh bạo ra lệnh nhưng mà thu phục nhân tâm. Người ta làm vì cái sự hiền lành, cái sự nể nang của mình, lính tráng nó được cái chỗ đó. Người làm ăn mua bán ra ngoài thu phục nhân tâm cũng vì như thế, đúng không? Thì với cái người mà của các anh là như thế, thì nếu vậy thì phải xét xem là các anh là những người chịu cái sự chi phối của cái người cái tử vi Đinh Mùi là phải sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 28 tháng 1 năm 1968 là dương lịch nha. Ở trong cái khoảng thời gian đó là sự chịu sự chi phối của cái người tuổi Đinh Mùi. Mệnh thì là thiên hà thủy,
dòng sông nước ở trên trời á ha, không phải nước mưa đâu nha. Rồi đó là xương thì là con dê, nhưng mà tướng tinh lại là con rồng. Vốn dĩ cái người này bơm ba nhiều, chứ không phải là con dê là ở ngay đồng cỏ đâu, không, con rồng, cho nên là cũng hướng ra ngoài nhiều. Những người này thường là bơm ba cầu Phật sẽ rất là hanh thông về tài lộc. Như vậy xét về cái năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các anh, xét về trụ mạng thì các anh mệnh Thủy gặp năm Canh Tý là năm Thổ, như vậy là Thổ khắc Thủy, năm khắc bổ mạng, sức khỏe xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân, đặc biệt là bệnh máu huyết ha, ở trong cái năm Thổ như khắc của mình như vậy ha. Sao chủ của năm á thì rất là may mắn, đó là ngôi sao Mộc Đức. Đây là một phúc tinh thuộc hành Mộc. Như vậy là bổn mệnh của mình tưới cho Mộc này nữa, cho nên là bổn mệnh, cái độ mà tăng, cái độ tốt của cái sao Mộc Đức này sẽ được tăng mạnh, nhưng mà nó sẽ nằm nhiều ở phần khoảng 6 tháng đầu năm, còn giữa năm nó sẽ giảm dần cho tới phần cuối năm. Cái sao Mộc Đức này là vậy. Cái sao Mộc Đức á là hạng cái sao lành, phúc tinh, chủ về danh lợi, công danh, thăng tiến, tài lộc dồi dào, gia đình thì vui vẻ, bình an, nhiều hỷ tính, vượng nhất là vào các tháng như là tháng 2, tháng 5 và tháng 10. Đây là cái sao này nó vượng nhất ở những cái tháng đó. Sao Mộc Đức. Hạn của năm thì lại là hạn huỳnh tiền. Đây là người ta nói hạn đại hạn. Hạn huỳnh tiền thì chủ xấu về sức khỏe bổn mạng nhiều hơn là xấu về việc làm ăn. Nhưng mà có thể là cái sức khỏe bổn mạng của này nó sẽ phần nào làm suy yếu cái việc làm ăn của mình, đang khỏe khoắn bệnh cái thì làm cái gì nữa. Mà không làm thì cơ hội nó sẽ đi qua, cơ hội nó sẽ thuộc người khác làm, chứ không phải nào nó đã ở đó nó chờ mình được. Cho nên là các anh năm nay với cái hoàn hình tiền cộng với là bổn mạng của mình bị khắc năm thì có dấu hiệu về máu huyết thì nên đi kiểm tra, đặc biệt phần gan và tủy. Các người của anh thì là vốn dĩ hỏa sinh thổ, mệnh thì mệnh thủy, cho nên là cái phần nặng đó về gan tủy. Nhiều người là nói rằng đó là bệnh tật hay là con người nó không có cái sự khác biệt, nhưng mà thực chất ra trong con người của chúng ta đều có ngũ hành. Ngũ hành nó em từng phải đi học là em mang tay nó dạy em là kim mộc thủy hỏa thổ, nói tụi tao ở phương Đông tao học cái này muốn chết rồi, qua đây tụi bay cũng phải dạy tao bằng này. Nhưng nó nói là thực sự là con người được cấu tạo từ ngũ hành. Như mình khuyết cái gì đó thì ngũ hành của mình sẽ hay bị đau bệnh ở những cái việc khu vực đó. Trong trên ngón tay của mình thôi cũng là kim mộc thủy hỏa thổ nó đều có hết. Thường mọi người mà đeo nhẫn thường hay đeo ngón kim để chấn kim lại, đeo tỳ hưu rồi hay đeo vô ngón kim. Rồi trở lại tiếp tục, vận niên của năm lại là một vận niên tốt đẹp, đó là vận niên người ta gọi là kê giáp viên hoặc kê hồi viên, tức là gà về vườn. Mà gà về vườn thì nó được no đủ nhiều thức ăn, có lứa không cái lo túng thiếu. Đây là một năm vui vẻ, cầu tài thì được tài, cầu danh được danh, có lòng tin ở bản thân thì được thành công rực rỡ. Đây là một năm tốt đẹp về vận niên, vận thế. Dù rằng là cái năm Canh Tý là một cái năm kinh khủng để tùm lum chuyện á, nhưng mà chưa chắc ha. Có thể nó xấu với người này, xấu với những người làm nông nghiệp, nhưng mà nó lại tốt với những người khác ha. Ví dụ như mấy năm trước cái chuyện khẩu trang bán đâu có nhiêu tiền đâu, nhưng mà năm nay ha, những người làm khẩu trang người ta hốt bạc. Cái đó có thể xấu của người này nhưng mà tốt của người khác, đại loại là như vậy ha. Rồi thiên can đinh gặp canh thì thuận thành bình hòa, bình hòa, không có xung không có khác nhau, như vậy là công việc và mọi thứ đang làm vẫn ổn định, không có việc gì chống phá quá lớn. Tuy nhiên địa chi mùi gặp tý, người ta còn gọi là lục phá nhị hại gì đó, có nhiều sách nhiều cách viết nhau, nhưng là chủ về cái sự phá hoại của năm nó không tốt đẹp cho phần tình cảm và gia đạo ở trong cái tử vi của năm. Như vậy thì cái tử vi nhìn cái vẻ bên ngoài thì có nhiều cái việc không có được ok lắm đối với cái người
Áo Quỳnh Lục có nhiều tốt đẹp lắm à, chứ không phải không có nhiều cái không không tốt ha, rất là nhiều cái tốt đẹp đối với người đinh mùi, chỉ xấu ở cái phần địa chi thôi, phần tình cảm và giả đạo thôi. Bây giờ thì mình xem cái nội tại của tử vi năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các anh nó sẽ ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là Triệt đi trước, Long Đức, Lộc Tồn, Bác Sĩ. À, chiếu thì có các Tuần, Thiếu Dương, Đào Hoa, Thiên Thiên Quan, Quý Nhân, Thiên Khâu, Phi Liêm, Hỏa Lộc, Thiên Hỷ, Trực Phù, Quả Tú, Bệnh Phù. À, như vậy thì có khá nhiều là cái phúc tinh. Tuy nhiên là bị Tuần Triệt đều án ở cung mệnh, cho nên là các cái phúc tinh này có thể sẽ không phát huy tác dụng một cách tối đa, đặc biệt với Thiên Quốc, Thiếu Dương, Long Đức, Lộc Tồn. Bộ ba cái sao này là đem đến nhiều may mắn, phúc lộc, tài, tiền tài ở trong cái năm này. Đáng lẽ nói là phải như vậy, nhưng mà có cả Tuần và Triệt án ở trong cái cung mệnh của mình, cho nên là nó có thể là cái sự việc đó mình tính toán mình sẽ thu lại là 10 đồng thì khi về tới túi mình chỉ còn có 5 đồng thôi, không biết nó rơi rớt ở đâu. À, mình phải hóa đơn này chung chi cái kia hoặc là phát sinh nọ để mà hao tốn đi. À, dĩ nhiên là tất cả nhiều phúc tinh hơn là phá bại tinh ở trong cung mệnh. Tọa cung tiểu hạn thì có các sao như là Hóa Quyền, Thiếu Âm, Tướng Quân, Quốc Ấn, Cô Thần. Tuy nhiên bị Thiên Không và Phi Liêm cùng án ngữ. À, bộ sao mà ở đầu ha với Quốc Ấn này kia thì nếu mà rất là tốt đẹp cho các anh mà làm ở trong con đường quan vận, đây là một năm có thể nói là vượng phạt về nhiều mặt, đặc biệt là công việc dễ thăng quan tiến chức. À, còn công kinh doanh, các anh kinh doanh thương mại là một năm có nhiều thành công, có tài lộc chứ không phải là một năm thất bại. Tuy nhiên có Thiên Không và Phi Liêm ở phía sau làm hạn chế bớt đi những cái tốt đẹp của cái phúc tinh mà em vừa nêu ra. Cung nhị hợp thì có Triệt, Hóa Cải, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Quan Phù, Kình Dương, Lưu Hà, Kiếp Sát đi với Phục Binh. Đây là cung xung chiếu. Tuy nhiên ở trong cung xung chiếu như thế này thì có thể nói là cái đối tác, có nhiều kẻ dòm ngó mình ở trong công việc làm ăn, có cái sự chống phá không phải là không là nhỏ đâu. Thậm chí có người cố hại mình ở trong công việc mà phải cẩn thận một tí xíu ha. Còn cung tam hợp thì có Phúc Đức, Thiên Đức, Lưu Hóa Quyền, Hồng Loan, Nguyệt Đức, Thanh Long, Tử Phù đi với Địa Võng. Ôi chà, theo như trên mình có thể luận ra đó, thì ở trong cả năm như thế này do là cái vận niên của mình, địa chi của mình là năm lục phá, cái phần mà cung tam hợp này nó nói nhiều về phần tình cảm thì cũng thấy rằng đó là gia đạo tình cảm sẽ có nhiều cái sự rắc rối. Đặc biệt các anh năm nay với có mà mỗi năm thì có em út ở ngoài thì không sao, nhưng mà năm nay nhớ ăn phải chùi mép cho kỹ, coi chừng gặp sự không lành ha, không tốt, coi chừng ở nhà người ta biết. Còn nếu với các anh độc thân thì đây là một năm không phải là tốt đẹp về mặt tình cảm, có thể có đó nhưng có cũng như không, chứ không có được cái kết quả mà mỹ mãn. Tùy những cái người vào sinh vào ngày tháng tốt hơn thì như đã nói ở trên ha, thuận sinh vào những cái ngày mà mình đã chia sẻ ở từ đầu cái video thì sẽ có sự tốt đẹp hơn nữa về mặt tử vi và phong thủy. Nhưng tuy nhiên là những người mà bình thì rõ ràng là không tốt đẹp về mặt tình cảm. Còn công việc làm ăn thì không vấn đề. Tuy nhiên năm nay phải chú ý phần sức khỏe và tình cảm. Vận thế của năm thì do là bị năm thổ khắc mạng thủy, rồi là dạo rơi vô cái hạn phần tiền, cho nên là dễ lâm bệnh nạn. Rồi như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ được cái phần về tử vi của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của đinh mùi của các anh. Bên cạnh nhiều điều tích cực ở trong cái năm này thì cũng có một vài cái khó khăn,
đó là đặc biệt là cái gia đạo tình cảm và bổn mạng của các anh. Các anh nhớ phải cẩn thận cái điều này. Em hay nói vui không, làm ăn cho lắm tiền cho nhiều đi nữa mà không có việc, có cái mạng không có sức khỏe thì không, thằng khác nó xài à, con cái nó phá nó bất công. Cho nên làm gì thì làm cũng phải giữ được bổn mạng của mình tốt đẹp à, sức khỏe có thì mình sẽ còn có cái đó. Bây giờ mình có 10 đồng mà mình không có sức khỏe thì cũng như không, đâu có bỏ 10 đồng ra mua sức khỏe mình được, đúng không? Nhưng mà mình có 5 đồng mà sức khỏe mình ok, mình xài 3 đồng rưỡi, mình cất 1 đồng rưỡi nó vẫn tốt hơn chứ, đúng không? Còn mình có 10 đồng mà bỏ 10 đồng ra mua sức khỏe mua cũng không được. Cái đó là cái vấn đề ở trong cái năm này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phân tích xem cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020 đối với tụi các anh nó sẽ xấu tốt ra sao. Tháng đầu tiên của năm Canh Tý năm 2020 tức là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần là một tháng thổ, như vậy xét về trụ mệnh tiếp tục là thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận đề phòng cái mặt sức khỏe. Vốn dĩ năm đã khắc mệnh, bây giờ tới tháng khắc mệnh nữa, cho nên là cần cẩn trọng một tí xíu. Hôm nay đã là ngày 13 tháng Giêng rồi, mà có vẻ là các anh mới có mười mấy ngày mà các anh sẽ cảm nhận là sức khỏe của mình đang dịch một cách rõ ràng ha. Cẩn thận một tí xíu ha, đừng có để mà mình bị sốt cái con nCoV gì đó nó tìm là mệt lắm á nha. Các anh mà năm nay mà nCoV mà tìm là em nói là dễ hưởng nhan lắm á nha. Rồi, thiên can chữ Mậu chữ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Chữ Đinh là hỏa, chữ Mậu là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, hỏa sinh ra thổ. Như vậy là tháng này công việc tài lộc, công việc thì không có vấn đề, nhưng mà tài lộc có thể là sẽ suy hao, nhưng không quá lớn hoặc nằm trong cái sự tính toán của các anh. Rồi, địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Như vậy gia đạo tình cảm là tốt đẹp. Rõ ràng ở tuổi của các anh thì đã bắt đầu làm ông làm bà, làm ông rồi. Thì những cái ngày tháng này là những cái ngày tháng sum họp gia đình vui vẻ, cho nên có thể nói là gia đạo tình cảm không có vấn đề gì nhiều. Cái phần thiên can mà bị sinh xuất có thể là các anh gây hao tốn đó. Chắc này hao tốn lì xì cho con cho cháu, cho nên là cảm thấy vui vẻ thôi, không có vấn đề gì, đúng không? Tiếp tục đó là tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng 2 âm lịch là một tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì chắc chắn là thuộc thổ. Như vậy là xét về trụ mệnh cũng giống như tháng Giêng với thổ khắc thủy, tháng khắc bổn mệnh sức khỏe cực kỳ không được tốt. Cho nên là cần cẩn thận. Thiên can Kỷ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bạc tự chủ. Cũng giống như là cái tháng Giêng với Bính Đinh là thuộc hỏa, Mậu Kỷ thì thuộc thổ, cho nên là sinh xuất đạp âm ngũ hành, cho nên tháng này tiếp tục là một tháng cũng gây si hoa tiền bạc nhưng không quá lớn. Công việc thì không có vấn đề gì. Địa chi thì rất là tốt đẹp. Tháng người tuổi Mùi gặp tháng Mão là thuộc nhóm tam hợp hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn ở trong cái gia đạo tình cảm. Bớt đi cái sự xung khắc của cái Tý Mùi của năm. Như vậy là đỡ đần ha. Tháng 2 tốt hơn tháng Giêng nhờ có tam hợp của địa chi. Mà tam hợp của địa chi là nó không những tốt cho cái gia đạo tình cảm đâu, nó còn tốt cho các cái mối quan hệ trong xã hội. Dễ gặp bạn bè hoặc là anh em gì đó trợ giúp mình nếu gặp khó khăn ha. Rồi, tiếp theo đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020. Tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý 2020 là tháng Canh Thìn. Mà tháng Canh Thìn thì thuộc Kim. Như vậy bản mệnh là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe và bổn mạng tháng này không phải lo lắng, tốt đẹp, ok, ngon lành ha. Tháng này tháng nắng lên. Tháng này là dự đoán là con nCoV nó sẽ bị đẩy lùi. Cho nên là tháng này ngon lành. Mấy anh tuổi Mùi cũng sợ lạnh nữa, cho nên tháng Giêng tháng 2 nó lạnh lạnh, tháng 3 nó ấm lại rồi là hết sợ rồi, phải không? Rồi, thiên can á thì Canh với Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng giống như năm ha, canh của năm với là canh của tháng. Ok, cho nên công việc không có vấn đề.
tốt đẹp, không có chuyện gì hết. Địa chi thì Thìn với Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi thì nó nằm trong tứ hành xung. Bốn cái con này thì là âm ngũ hành là thổ cả, cho nên cái sự mà Thìn với Mùi này nó xa nhau, cho nên cái sự xung khắc nó không quá lớn. Có gia đạo tình cảm hoặc là có buồn phiền đi nữa thì nó cũng là chuyện va chạm nhỏ, không có vấn đề. Hoặc là có gì đó với lính tráng thì cũng chỉ là bực bội thôi, chứ không phải là một cái vấn đề gì quá lớn. Như vậy tháng 3 âm lịch là một tháng khá tốt đẹp với bổn mệnh được tương sinh. Khi mà bổn mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và nó phát huy tác dụng của nó. Hy vọng là nó sẽ làm cho cái tháng 3 càng tốt đẹp hơn nữa. Rồi, tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý chính là tháng Tân Tỵ. Mà tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim, giống như tháng 3 với bổn mạng được tương sinh, kim sinh thủy, bổn mạng và sức khỏe rất là tốt đẹp. Ok, không có vấn đề, ngon lành ha. Rồi, thiên can thì không tốt đẹp cho lắm. Với chữ đinh của đinh mùi của khắc thanh, nó sẽ khắc chữ tân của Tân Tỵ. Như vậy là thiên can khắc tháng cẩn thận, hao tài, công việc có người chống phá, đặc biệt phải để ý những lính của mình, nó đem lại cái sự buồn phiền bực bội lớn hơn ạ. Nha. Cho nên là nhớ cẩn thận vào cái tháng 4 ở phần công việc một tí xíu. Địa chi Mùi với Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm cũng không có gì là quá trở ngại. Tốt. Tháng 4 chỉ phải để ý cái phần công việc thôi, chứ còn bổn mạng thì quá tốt rồi, không vấn đề ha. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng này khá là tốt đẹp đối với người đinh mùi của các anh, giống như hồi nãy em nói là tháng 2 và tháng 5. Tháng 5 tốt hơn nhiều, vì lý do tại sao mình sẽ xem xét. Tháng 5 là một tháng mộc, nhâm ngọ là mộc. Như vậy thì xét về trụ mạng là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe hơi suy yếu một tí xíu thôi, chứ không quá nặng nề. Mình thiên hà thủy mà, mình nước ở trên dòng sông, mình tưới mộc một tí xíu thì cũng không sao. Năm nay có sao mộc đức nữa, cho nên là tốt, đúng không? Rồi đó là thiên can chữ đinh, nó hợp chữ nhâm. Đinh hợp nhâm, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, rất tốt cho công việc, tài lộc, mọi thứ liên quan đến công việc, công danh, sự nghiệp. Tốt, tháng này rất tốt về cái việc đó. Địa chi Mùi gặp ngọ là thuộc nhóm lục hợp, không những đem đến may mắn cho gia đạo tình cảm mà còn may mắn cho cả công việc, phúc tinh quên dễ có quý nhân giúp đỡ. Như vậy thì quá tốt đẹp. Chỉ có bổn mạng hơi bị hơi yếu một tí, hơi yếu thôi nha, chứ không phải là suy hao, có thể là không được khỏe lắm thế, chứ còn không đến nỗi là bệnh nặng gì nào. Được thiên can ngũ hợp, địa chi lục hợp thì quá tốt rồi. Có hai cái lục hợp là một, hai cái hợp còn một cái sinh xuất thì không vấn đề gì đâu nha. Rồi tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Mà tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, tức là tháng tuổi của các anh. Như vậy xét về trụ mạng, Quý Mùi thuộc mộc, cho nên là tháng này xét về trụ mạng cũng giống tháng 5, bị sinh xuất về bổn mạng, sức khỏe và bổn mạng hơi suy yếu một chút xíu, cẩn trọng. Thiên can Quý Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tài lộc cũng sẽ không có vấn đề gì. Hy vọng với cái sự tốt đẹp của cái tháng 5, nó đang lương cao thì nó cũng chưa có rớt xuống đất liền, nó cũng là trước ha, là mình hưởng lợi tiếp tục. Địa chi thì là năm sinh tháng tuổi, người tuổi Mùi gặp tháng Mùi là thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cho nên là gia đạo tình cảm phải cần đề phòng một tí xíu nếu không muốn gặp nhiều cái bất lợi về cái chuyện tình cảm. Như vậy thì cái phần chi tiết của vận hạn 6 tháng đầu năm cũng không khác mấy đối với cái tử vi cả năm Canh Tý năm 2020 của các anh. Có khá nhiều cái sự thuận lợi tốt đẹp về nhiều mặt, chỉ có một số tháng phải để ý về cái bộ mạng và sức khỏe. Một hai tháng ví dụ như là tháng 6 phải để ý về cái gia đạo tình cảm mình không có vui vẻ. Như vậy đây là một năm có thể nói, nếu mà xét về điểm số em chấm thì các anh được 7 điểm về vận thế vận niên. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà em vừa tổng hợp và chia sẻ
sẽ giúp được các anh ở trong cái phần mà nhận định công việc và đưa ra những cái quyết sách hợp lý ở trong một cái năm khá nhiều thuận lợi và may mắn như thế này, để có một năm Canh Tí 2020 thành công mỹ mãn. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Đinh Mùi khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.